Đêm gala văn nghệ tự hào đất Việt của các du học sinh Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Moscow. Đây là một trong những buổi biểu diễn giới thiệu hình ảnh quê hương đất nước qua những tiết mục hát múa, độc tấu đàn bầu, đậm đà bản sắc dân tộc. Viện Lưu học sinh Việt Nam đã quyết định là tổ chức một cái chương trình có quy mô để có làm sao có thể quảng bá cái tốt nhất cái hình ảnh về Việt Nam, giúp cho sinh viên quốc tế sẽ hiểu sâu hơn về Việt Nam và có những cái nhận biết chân thực nhất về Việt Nam. Các bạn sinh viên nước ngoài thì cũng rất là muốn hiểu biết về văn hóa Việt Nam, rất là muốn tìm hiểu ạ. Và đây cũng là cái cơ hội để bọn em có thể giới thiệu cho các bạn sinh viên nước ngoài về văn hóa Việt Nam, các phong tục, tập quán của Việt Nam. Từ những buổi biểu diễn này, các sinh viên quốc tế từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đang học tại trường có rất nhiều cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi có thể nói rằng, chương trình của các em giống như một chuyến đi tới Việt Nam. Bởi vậy, năm nay tôi có 2 chuyến đi đến Việt Nam, mà một trong số đó là nhờ những chương trình do các em sinh viên Việt Nam tổ chức. Còn đây là những quầy lưu niệm Việt Nam của các sinh viên Việt đang theo học ngành ngôn ngữ học ở Học viện Quan hệ Quốc tế Liên bang Nga, thành phố Moscow, trong chương trình mang tên Ngày Việt Nam tại MGIMO. Để quảng bá ẩm thực Việt, một cuộc thi gói nem cuốn đã được dành cho các sinh viên nước ngoài, thu hút bạn bè Nga và quốc tế. Cảm thấy tự hào là chúng cháu muốn tạo cơ hội để các những người Việt Nam và những người Nga giao lưu với nhau, để những người Nga và những người nước ngoài biết thêm về Việt Nam. Chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều để có một kiến thức về Việt Nam. Tuy nhiên như vậy thì vẫn chưa đủ, mà phải học nhiều hơn và tích lũy thêm những thông tin cả về văn hóa, nghệ thuật, chính trị, xã hội nữa. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những hoạt động mà các sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức trong thời gian qua để quảng bá văn hóa, vẻ đẹp, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và với lòng nhiệt huyết, người trẻ Việt Nam tại Nga đã và đang nỗ lực làm những sứ giả mang đất nước Việt Nam đi khắp năm châu.